Hi, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại kênh của Xin Mới Xe Cao Áp, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay thì mình có làm lên và test một bộ máy mini gia đình. Nhiều lúc anh em hỏi mình xài chơi toàn là máy lớn không, nên hôm nay thì mình có gì được bộ ok. Bộ ok xài mini gia đình nha. Xài gia đình, rửa xe, máy, xịt nhà rất là ngon luôn. Đầu con này là tí xứ 2 ti. Đó, tí xứ 2 ti nha. Hai tí xứ con này, hai tí xứ 18 ly. Đó, hai tí xứ. Đầu trước bằng đầu đồng luôn nha. Đó, này tay hồi của Italia luôn. Chế đường hồi vì đường hút luôn nha anh em. Này nguyên riêng nó vậy nha, nguyên riêng chế vậy nha. Đó, đường hồi vì đường hút luôn. Tay hồi này xài súng được luôn nha, xài súng được. Đó, xài súng được. Và cái đầu của nó là cái hiệu là C130S2. Đó. Dòng ok nha, ok, dòng Arimitsu ok. Đó, con này cũng còn khá đẹp luôn, nó sơn còn nguyên riêng luôn nha. Đó, con này được chạy với cái motor của nó là motor riêng điện 0,75kW nha, tương đương với một ngựa nha, một ngựa. Đó, mình đã đấu qua điện 220, nó vậy nó xài 210, mình đã đấu qua điện 220 rồi nha. Đó, một ngựa, điện 220, test điện 220 luôn nha. Chạy rất là êm luôn. Này cái nắp của nó nha nè, này cái nắp của nó. Đó, tháo ra mình này rất là gọn luôn. Đó, xài gia đình rất là ngon luôn nha. Nắp này, đó, nắp nhựa. Đó. Này nó cắn nút nó gạt lên luôn. Rồi cái này có tủ của nó nha, này cái tủ của nó. Và con này thì nó một ngựa riêng luôn nha anh em. Một ngựa riêng của Nhật luôn. Đó, motor của nó này áp 30kg nè. Đó, lưu lượng nước 7 đến 8 lít nha anh em, 7 đến 8 9 lít đi. 0,75W là 750W là 0,75W. Điện 60Hz. Đó, ampe cho chạy là 10 đến 10 11 đến 10 ampe nha anh em. Đó, Osaka, Japan. Đó. Con này thì điện là một pha 220 nha. Con chiếc xe đẩy này rất là gọn luôn. Đó, chiếc xe đẩy rất là gọn luôn nha. Rồi giờ mình test máy cho anh em xem. Đó, máy đang chạy nha. Ghi điện 220 nè, máy đang chạy nè. Nó chạy không tải rất là em luôn. Con này á thì nó có tầm khoảng dây riêng của nó luôn nha anh em. Dây này rất là mềm và dẻo luôn, dây Nhật của nó. Rất là mềm và dẻo luôn, dây riêng của nó luôn nha. Dây này là dây búa 7 phải. Búa 7 rất là mềm và dẻo. Dây. Còn cái súng này thì mình test thêm súng Đài Loan. Súng Đài Loan của mình nha. Đó, còn anh em nào muốn gắn súng Nhật thì có súng Nhật. Còn này gắn súng Đài Loan test cho anh em. Chạy bét 1.5 ly. Đó. Ngắt súng là máy chạy không tải nha. Đó, ngắt súng nè. Chạy rất là em luôn. Đậy cái nắp là chạy không nghe tiếng luôn nha. Có lật ra nha anh em. Đó. Khá là ok. Này anh em ơi, giữ xe máy nè. Để gia đình nha. Đó, giữ xe máy. Bán giá khá là xa luôn nha nè. Để xe máy đó là ngon, khá là ngon luôn nha. Đó, bán khá là xa luôn. Anh em xài gia đình đúng bài luôn nha. Mọi người thấy không? Bắn nè. Biết cái này ngắt xuống được luôn nha anh em. Ngắt xuống là máy chạy không tải nè. Đó. Quá ok. Chạy rất là êm luôn. Để cái nắp lại là chạy rất là êm luôn nha. Xiết ốc lại nha. Đó, xiết ốc lại. Chạy rất là êm.
tắt máy nha anh em, tắt cái nút này anh em, trả xuống nè. Rồi ok rồi nha. Rồi thì anh em nào cần cái bộ này thì cứ alo cho em và liên hệ qua số điện thoại của em 033 241 6648 nha. Đó, dây riêng của nó luôn, để dây riêng của nó luôn nha. Rồi anh em nào cần thì cứ alo cho em. Thì bộ máy này á thì giá là 4,5 triệu là chưa bao gồm cái sợi dây nha. Sợi dây này thêm anh em 500.000 đó nha anh em. Dây này 500.000 nữa là 5 triệu là có kèm dây hút. Đó, 5 triệu. Là anh em nào cần thì cứ alo cho em nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh em các video khác. Rồi, xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.